Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của KTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của đấu phá thương không phần 6 tập 72. Yêu Minh từng là trung cấp bán thánh thế nhưng đã đạt tới nhị tình đồ thánh sau hàng trăm năm bị phong ấn và rèn luyện dưới sức mạnh của Hoàng Tuyền. Yêu Minh chia sẻ rằng Yêu Khiếu Thiên và Đại Trưởng Lão của Cửu Địa Minh Mãng tộc có thể đều là nhất tình đồ thánh. Khi mà biết về sức mạnh của Yêu Khiếu Thiên, Tiêu Viêm nhận ra rằng để phá vỡ âm mưu của ba đảo long cần có sự giúp đỡ của Yêu Minh. Thế nhưng anh không tin tưởng Yêu Minh ngay lập tức. Để đảm bảo lòng trung thành, Tiêu Viêm yêu cầu Yêu Minh buông linh hồn ra để anh có thể gắn hồn ấn vào. Điều này khiến Yêu Minh do dự thế nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó thì Tiêu Viêm cũng biết được Yêu Minh đã cắn nuốt toàn bộ Hoàng Tuyền huyết tinh ở trong vài trăm năm qua. Tiêu Viêm nhận thấy tinh thể Hoàng Tuyền huyết tinh và nhận ra năng lượng âm hàn khủng khiếp từ nó. Yêu Minh giải thích rằng để cứu mình cần phải phá hủy Hoàng Tuyền âm thạch ở đầu xích sắt chứ không phải là bản thân xích sắt. Tiêu Viêm thử nhiều cách thế nhưng không thành công. Cuối cùng thì sử dụng dị hòa để phá vỡ cơ quan tinh xảo, thành công giải thoát cho Yêu Minh. Cùng với lúc đó tại một cung điện ở Minh Xà Địa Mạch, thủ lĩnh của các bộ lạc xà nhân nhận ra phòng ấn đã bị phá và chuẩn bị hành động để ngăn chặn Yêu Minh trốn thoát. Hắc Y nam tử cười nham hiểm và biến mất khỏi vương tọa. Lão già thông báo rằng hắn đi gặp trưởng lão báo cáo công việc. Mọi người cứ tiếp tục. Tiêu Viêm phá hủy phòng ấn cuối cùng của xích sắt, cứu Yêu Minh thoát khỏi sự giam cầm. Yêu Minh cảm kích Tiêu Viêm và hứa sẽ trả ơn bằng toàn bộ lực lượng của bộ tộc. Tiêu Viêm đề nghị Yêu Minh sử dụng đan dược để khôi phục đấu khí và cả hai nhanh chóng rời khỏi Hoàng Tuyền. Trên đường đi, Yêu Minh zoom tránh đường các quái xa. Khi mà gần thoát ra, Tiêu Viêm gặp Thải Lân bị thương. Hắc Y nam tử xuất hiện ở trên không trung và thách thức Tiêu Viêm, đe dọa và giết hắn và chiếm đoạt ba người phụ nữ. Tiêu Viêm chuẩn bị đến mặt với Hắc Y nam tử để bảo vệ đồng đội của mình. Yêu Minh muốn giết Yêu Khiếu Thiên vì mối thù sâu đậm. Trong khi Yêu Khiếu Thiên tỏ ra tự tin sẽ đánh bại Yêu Minh và Tiêu Viêm, người đang giúp Yêu Minh khôi phục lại đấu khí, Tiêu Viêm đối mặt với Yêu Khiếu Thiên, một đầu thánh trung kỳ mạnh mẽ thế nhưng không sợ hãi. Yêu Khiếu Thiên sử dụng kỹ năng mạnh mẽ Hoàng Tuyền Chỉ tấn công Tiêu Viêm. Tuy nhiên, Tiêu Viêm đáp trả bằng chiêu thức Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, tạo ra một trận chiến khốc liệt giữa hai cao thủ. Yêu Khiếu Thiên đã sử dụng Hoàng Tuyền Chỉ để tấn công Tiêu Viêm, thế nhưng quầng sáng màu đen của Tiêu Viêm đã nuốt chửng hoàn toàn đòn tấn công này. Nhận thấy Tiêu Viêm mạnh hơn mình tưởng, Yêu Khiếu Thiên biến thành một con rắn khổng lồ và sử dụng kỹ năng chiến tộc Hoàng Tuyền Đại Ấn để phong ấn Tiêu Viêm. Tuy nhiên, Tiêu Viêm phá vỡ cự ấn và phản công mạnh mẽ bằng Hỏa Liên Tứ Sắc, gây thương tích nặng cho Yêu Khiếu Thiên. Khi mà Tiêu Viêm chuẩn bị kết liễu Yêu Khiếu Thiên, sự xuất hiện của Minh Xà Vệ sau một tiếng giống giận từ phía bầu trời đã ngăn cản anh lại. Khi mà nghe thấy tiếng giống giận từ phía chân trời, Tiêu Viêm dừng lại thế nhưng vẫn đạp chân lên tử huyệt của Yêu Khiếu Thiên. Vô số cường giả của Địa Minh Mãng tộc xuất hiện, phẫn nộ nhìn Tiêu Viêm. Một lão già yêu cầu Tiêu Viêm tiết lộ danh tính, rồi ra lệnh bắt giữ hắn. Yêu Khiếu Thiên lợi dụng lúc này thoát ra, hạ lệnh bảy trận tiêu diệt Tiêu Viêm. Tuy nhiên, Yêu Minh người được Tiêu Viêm cứu xuất hiện và gây hoang mang cho tộc nhân. Khi mà họ nhận ra cựu tộc trưởng mà họ nghĩ đã chết, Yêu Khiếu Thiên phủ nhận ra và bảo rằng Yêu Minh là giả mạo. Thế nhưng Yêu Minh kêu gọi lòng tin của các trưởng lão từng thân cận với mình. Khi mà nghe Yêu Minh cười, ba trưởng lão nhận ra ông là tộc trưởng cũ. Đại trưởng lão tức giận cảnh báo họ không làm loạn và khẳng định Yêu Khiếu Thiên là tộc trưởng. Yêu Minh tiết lộ rằng mình bị phản bội bởi Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão, bị phong ấn dưới kỳ u Hoàng Tuyền, thế nhưng được cứu thoát. Đại trưởng lão phủ nhận và tấn công Yêu Minh, thế nhưng bị Tiêu Viêm ngăn chặn. Yêu Minh trình bày cứu Minh u trưởng, biểu trưởng ra của quyền lực tộc trưởng, khiến cho các trưởng lão dao động. Đại trưởng lão yêu cầu Yêu Minh giao lại quyền trưởng cho Yêu Khiếu Thiên, thế nhưng ba trưởng lão ủng hộ Yêu Minh. Sau đó Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão đồng thời tấn công Tiêu Viêm và Yêu Minh, gây ra một cuộc chiến lớn. Khi mà Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão cùng tấn công, Tiêu Viêm phải đối mặt với hai đối thủ mạnh. Họ liên thủ, một người là nhất tình đồ thánh trung kỳ và người kia chỉ là nhất tình đồ thánh hậu kỳ, tạo nên một lực lượng khủng khiếp. Tiêu Viêm dốc toàn lực thi triển kim cương lưu ly thể, tăng kích thước và sức mạnh đạt đến nhất tình đồ thánh hậu kỳ nhờ vào bí pháp. Cuộc chiến diễn ra ác liệt với các đòn tấn công mạnh mẽ làm nứt không gian và tàn phá môi trường xung quanh. Các trưởng lão và tộc nhân cựu Địa Minh Mãng tộc tranh luận về việc giúp đỡ. Trong khi nhóm thân tín của Yêu Khiếu Thiên chuẩn bị đánh lén Yêu Minh, các trưởng lão lớn tuổi quyết định can thiệp, ngăn chặn đám người trẻ tuổi. Cuối cùng thì Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão sử dụng những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của họ để đối đầu với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối đầu với công kích mạnh mẽ của Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão, sử dụng Đế Ấn Quyết và Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng để chống lại. Cả ba giao chiến tạo ra một cơn bão năng lượng phá hủy mọi thứ xung quanh. Dù bị đẩy lùi, Tiêu Viêm vẫn giữ vững vị trí, khiến Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão kinh ngạc. Minh trưởng lão cùng với nhóm người của ông can thiệp, ngăn cản đám thuộc hạ của Yêu Khiếu Thiên. Trong lúc này, Yêu Minh xuất hiện với thực lực nhị tinh đồ thánh mạnh mẽ, làm cả hai đối thủ kinh hãi. Yêu Minh cảm kích sự giúp đỡ của Tiêu Viêm và tuyên bố sẽ liên minh với anh. Yêu Minh và Tiêu Viêm mỗi người đối phó với một đối thủ, quyết định giải quyết sự mâu thuẫn lâu năm với Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm và đại trưởng lão giao đấu. Tiêu Viêm dùng ngọn lửa dị hỏa đẩy lùi đối thủ. Anh khuyên đại trưởng lão nên đầu hàng.
vì yêu khiếu thiên sắp thua dưới tay của yêu minh. Đại trưởng lão phẫn nộ và không cam lòng khi mà thấy công sức nhiều năm bị tiêu tan. Trong khi đó, yêu minh đã hoàn toàn áp đảo yêu khiếu thiên, khiến hắn nằm bất động ở trên đỉnh núi. Chỉ đừng cố đấm chân mạnh mẽ của yêu minh, yêu khiếu thiên van xin tha mạng, thế nhưng yêu minh không tha thứ, kể lại mối hận thù và phản bội của hắn. Cuối cùng thì yêu minh tàn nhẫn giết chết yêu khiếu thiên, lấy đi ma hạch của hắn. Cảnh tượng này làm tất cả tộc nhân và đại trưởng lão kinh hãi. Yêu Minh cảm thấy đau thương dù đã trả thù. Trong khi Tiêu Viêm thấu hiểu sự đau đớn của việc huynh đệ tương tàn, cuối cùng thì Yêu Minh tuyên bố tiếp tục đối đầu với đại trưởng lão. Yêu Minh thở dài, thu hồi thi thể của yêu khiếu thiên và nhìn đại trưởng lão với mắt dữ tợn. Đại trưởng lão hoảng sợ và quyết định tự bạo bằng cách phồng to và phát nổ. Thế nhưng thực tế là lão đã giấu ma hạch ở trong một phân thân để trốn thoát. Yêu Minh lệnh cho tộc nhân truy tìm đại trưởng lão trong phạm vi vạn dặm. Các trưởng lão khác bày tỏ lòng trung thành với Yêu Minh, người đã trở lại vị trí tộc trưởng. Sau khi ổn định lại mọi việc, Yêu Minh cảm ơn Tiêu Viêm và đề cập đến Hoàng Tuyển Yêu Thánh, người đã tiến gần đến cảnh giới đấu đế. Tiêu Viêm hỏi Yêu Minh về Hoàng Tuyển Yêu Thánh và mối liên hệ với tộc Cửu Địa Minh Mãng. Yêu Minh giải thích rằng Hoàng Tuyển Yêu Thánh không thuộc tộc của bọn họ, thế nhưng có mối quan hệ sâu xa. Ông đã để lại một tấm bia đá Hoàng Tuyển chứa đựng các đấu kỹ và có thể là tinh huyết của ông. Các đấu kỹ này bao gồm Hoàng Tuyển Chỉ, Hoàng Tuyển Trưởng và Hoàng Tuyển Thiên Nộ, một đấu kỹ thiên xà cao cấp. Mặc dù hấp dẫn, thế nhưng mà tấm bia đá khó tiếp cận và chưa ai trong tộc luyện thành công Hoàng Tuyển Thiên Nộ vì nó ẩn sâu bên trong bia đá và cần bảo vệ tinh huyết quý giá bên trong. Tiêu Viêm hỏi Yêu Minh về khả năng lấy đường phương pháp tu luyện từ bia đá Hoàng Tuyển, khi ngay cả các cường giả của tộc Cửu Địa Minh Mãng cũng không thể. Yêu Minh giải thích rằng do trong bia đá có linh hồn của Hoàng Tuyển Yêu Thánh bảo vệ và cần một linh hồn cực mạnh để xâm nhập, do đó ông muốn nhờ Tiêu Viêm với linh hồn lực lượng mạnh mẽ để phá vỡ. Sau khi đồng ý, Tiêu Viêm cùng với Yêu Minh đến một tế đàn cổ xưa nơi đặt bia đá Hoàng Tuyển. Yêu Minh hy vọng Tiêu Viêm sẽ giúp khai mở bia đá và lấy được tinh huyết yêu thánh của Hoàng Tuyển Thiên Nộ. Tiêu Viêm cảm nhận được uy áp linh hồn mạnh mẽ từ bia đá và bắt đầu chuẩn bị đối mặt với thử thách này. Năm đó Yêu Minh đã thử lấy phương pháp tu luyện Hoàng Tuyển Thiên Nộ và tinh huyết yêu thánh từ tấm bia đá, thế nhưng thất bại thảm hại, phải mất nửa năm mới hồi phục. Dù hiện tại đã mạnh hơn, Yêu Minh vẫn cảm thấy không tự tin nếu như mà thử lại. Tiêu Viêm cũng thừa nhận rằng bia đá ẩn chứa linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại và uy áp kỳ dị, thế nhưng vẫn muốn thử. Hắn ngồi thiền trước bia đá, để linh hồn rời khỏi cơ thể và tiến vào bia đá. Trong không gian bên trong, Tiêu Viêm đối mặt với những thách thức khủng khiếp, thế nhưng vẫn kiên định tiến lên. Khi mà chiến đấu với Hoàng Tuyển Chỉ, Tiêu Viêm đã phá hủy các cạm bẫy và thách thức Hoàng Tuyển Yêu Thánh hiện thân. Khi mà cựu trưởng màu vàng óng nổ tung, Tiêu Viêm xuất hiện vào đối mặt với một bóng người mặc áo bào vàng. Thân ảnh này ngồi ở trên vương tọa trên đỉnh núi, bóng người này tỏa ra uy áp khủng khiếp, yêu cầu Tiêu Viêm rời đi. Tiêu Viêm từ chối và thách thức, nhận ra rằng đối thủ là một tàn hồn cô hồ của Hoàng Tuyển Yêu Thánh. Trong trận đấu, Tiêu Viêm tung ra linh hồn lực lượng mạnh mẽ, còn Hoàng Tuyển Yêu Thánh đáp trả bằng đòn tấn công dữ dội. Khi mà cả hai giao đấu, Tiêu Viêm cảm nhận được sự nguy hiểm thực sự của Hoàng Tuyển Thiên Nộ, kỹ năng nổi tiếng có thể khiến cường giả đấu thành biến sắc. Và là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thì nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.